tiền nợ chung cùng nhà. Học dược ơi, sau này bán thuốc là có đến 99% anh chị em dược sĩ bác sĩ khi bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân gặp phải cái lỗi này. Đấy. Đó chính là lên làm video chia sẻ giá trị, ngồi kiểu đúng như là cái chuyên gia như vậy các bạn ạ. Và cái nội dung chia sẻ nó khá là chung nhau, hoặc là chia sẻ những cái thông tin nó khá là local ấy. Nó không thể hiện được cái tầm chuyên gia của anh chị em dược sĩ, cũng như là thể hiện được cái kinh nghiệm, cái tài năng của bác sĩ, dẫn đến rằng là cái nội dung nó không có người xem. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì Nam sẽ phân tích cho các bạn là cách các bạn bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào đối với anh chị em dược sĩ, và làm thế nào để xây dựng cái nội dung nó hay, nó có người xem, và sớm để có thể đạt được cái thành công trong cái hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình nhé. Các bạn cứ lướt trên TikTok hoặc là trên YouTube thì gặp không ít anh chị em dược sĩ bác sĩ lên chia sẻ thông tin giá trị, nhưng nó không có cái chiều sâu ở trong đó, đặc biệt là những anh chị em dược sĩ. Bởi vì anh chị em dược sĩ cái gì cũng biết nhưng lại không biết sâu, còn bác sĩ thì người ta có thể sâu hơn, nhưng cũng nhiều bác sĩ chia sẻ thông tin nó chưa ngon đâu nhá. Làm thế nào để khi mà xây dựng thương hiệu cá nhân đối với dược sĩ bác sĩ, chúng ta có thể là phát triển được kênh của mình thật là nhanh chóng, thì mình chia sẻ cho bạn cách như thế này. Nếu như các bạn có được những người mà họ tư vấn để chúng ta xây kênh, cái điều đấy là điều tốt nhất. Còn nếu như trong trường hợp bạn tự nghiên cứu, bạn tự phát triển, thì bạn phải hình dung cho mình này, cái kiến thức về sức khỏe nó rất là sâu rộng, nó rất là sâu rộng. Nên trước khi mà các bạn có thể nổi tiếng được, thì lời khuyên của mình đó chính là hãy tìm một cái ngách nhỏ nhất, ngách càng nhỏ càng tốt, mà ngách nhỏ đó mà ít người làm nhưng bạn có thể làm được nó. Tức là cái sự nghiên cứu của bạn kết hợp với cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của bạn đã qua nó rồi, và bây giờ bạn đi vào cái ngách đấy để bạn trở thành một ông vua ở trong cái ngách đấy, trở thành một cái chuyên gia rất là sâu ở trong cái ngách đó, thì cái cơ hội thành công thì chúng ta nó mới tốt được. Còn nếu như bạn cứ lên chia sẻ về 3 cách, về 5 cách, về ăn cái này, về ăn cái kia này, bạn xin thưa, những cái kiến thức đấy trong Google nó đầy, Search ChatGPT nó đầy, và cái nội dung bạn chia sẻ nó cũng không thể hiện được cái kinh nghiệm của cá nhân, cái trải nghiệm của cá nhân thông qua cái nội dung đấy. Bởi vì phần lớn thông tin về bệnh học, về kiến thức là các bạn từ sách vở mở ra, còn rất ít người trải nghiệm thực tế lắm. Thực sự là ít người. Những bác sĩ để chia sẻ sâu rộng cũng rất ít, bởi vì bác sĩ chỉ làm ở trên một cái lĩnh vực nhỏ thôi, một cái góc nhỏ thôi. Ví dụ như là bác sĩ về tim thì nghiên cứu về tim sâu, còn những cái phần khác thì chưa chắc đã biết sâu. Bác sĩ về phụ khoa thì nghiên cứu về phụ khoa sâu, còn những phần khác cũng chưa chắc để biết sâu. Nên không phải là bác sĩ là giỏi hết, là biết hết về cơ thể đâu, cũng không phải là dược sĩ là biết hết. Dược sĩ của chúng ta rất là lông, dược sĩ chỉ biết là các bệnh học cơ bản thôi, sau đó tư vấn sử dụng thuốc. Nếu như dược sĩ nghiên cứu sâu thì biết nhiều về thuốc, còn dược sĩ gọi là bình thường mà ra đứng bán hàng thì cũng là gọi là dạng bình thường thôi. Nên khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, cái việc mà đào sâu kiến thức chắc chắn rồi, các bạn phải đào sâu. Nhưng khi bạn đào sâu kiến thức, bạn phải mang cái kiến thức đó bạn ứng dụng với cái quá trình bạn làm việc, và bạn mang cái quan điểm của cá nhân để nói về cái điều đó, và thông qua cái quan điểm cá nhân, thông qua cái ngôn từ, cái tính cách của bạn, nó có thể tạo ra cái nội dung hoàn toàn khác biệt so với cái nội dung bạn search từ Google. Chứ bây giờ mình lướt những cái nội dung như dạng là 3 cách ăn cái này khỏe, ăn cái kia khỏe, thực sự nó quá nhiều và nó quá nhàm, và bây giờ ai lên cũng làm cái điều đó, thì cái video của bạn không có cơ hội để có cho khán giả người ta kích vào xem. Nên bạn phải tạo ra được cái nội dung hoàn toàn khác biệt với đám đông còn lại, thì cái cơ hội nó mới phát triển được, cái cơ hội người xem mới click vào trong video của bạn xem. Nên cái điều này là điều mà các bạn tiên quyết bạn phải nhớ trước khi bạn xây dựng thương hiệu cá nhân. Sẽ có nhiều người nói với mình, ngay cả khi mà ngày mình tư vấn cho khá nhiều bạn, thì nhiều bạn bảo là ô bác sĩ kia ông ấy chia sẻ rất nhiều lĩnh vực, ô bác sĩ này ông ấy rất giỏi, ông ấy là bác sĩ gia đình. Xin thưa rằng là các bạn có bao giờ nhìn lại cái background của họ, họ xuất phát từ điểm như thế nào không? Ví dụ như mình có mấy bác sĩ như là bác sĩ Ngọc, Dr. Ngọc, các bạn kênh của bác sĩ Ngọc khoảng hơn 1 triệu sắp rồi. Thì bác sĩ Ngọc cũng nổi danh lên từ một bác sĩ da liễu, sau đó mới mở rộng ra là bác sĩ gia đình. Đây là cái background của bác sĩ Ngọc các bạn nhé. Thì các bạn bác sĩ Ngọc, các bạn cứ tìm về cái lịch sử đăng video của bác sĩ Ngọc thì các bạn biết. Mình có một bác sĩ nữa, đó chính là bác sĩ Dung. Thì bác sĩ Dung ngày xưa làm về răng nhưng mà bây giờ thì mở rộng tệp về bác sĩ gia đình rồi. Còn một vài bác sĩ nữa họ cũng thành công nhưng mà họ vẫn chưa mở tệp, ví dụ như là bác sĩ Nguyên. Bác sĩ Nguyên cũng chưa mở hẳn ra nhưng mà cũng có những nội dung chia sẻ xung quanh thôi. Rồi bác sĩ Thủy thì chuyên về xương khớp rồi.
đó, bác sĩ Cường cũng chia sẻ rằng rất nhiều bác sĩ họ thành công nhưng họ đều bắt nguồn từ một cái ngách đó, một cái ngách, và họ trở thành một cái ông vua trong cái ngách đó. Thì đối với các bạn cũng như vậy, các bạn xây, bạn là dược sĩ, các bạn bác sĩ có cái kiến thức về sức khỏe, các bạn có khả năng tư vấn về sức khỏe, bạn được cấp bằng cấp để làm điều đó, nên bạn có quyền và có quyền lợi này, bạn có khả năng này để bạn làm điều đó. Nhiệm vụ của bạn đó chính là đào sâu kiến thức trong ngách đó và chia sẻ nó mà thôi. Đấy, do vậy rằng là ngách nào bạn đi cũng có thể gặp, nhưng có những cái ngách người ta đã làm rất nhiều rồi, ví dụ như là ngách da liễu. Ngách da liễu nó bị cạnh tranh từ ở những người không phải là bác sĩ dược sĩ lẫn cái người phải bác sĩ dược sĩ. Đây là cái ngách làm rất rất nhiều, các bạn có thể là nếu như bạn là người mới thì Nam khuyên rằng là đừng nên phi vào, còn nếu như bạn phi vào xác định nó là con đường cực kỳ khó thì bạn cứ phi vào làm, chắc chắn nó vẫn cứ được. Bạn kiên trì, bạn kiên quyết, bạn học, bạn làm điên cuồng, bạn làm gấp 5, gấp 10 những người bình thường thì khả năng thành công nó vẫn có, nhưng nó sẽ khó hơn với những ngách khác. Người ta nói rằng là lựa chọn thì hơn nỗ lực, nên bạn hãy lựa chọn những cái ngách thông minh hơn để bạn bắt đầu với con đường của mình. Bạn có thể là lựa chọn những cái ngách rất ít người làm, như là cái ngách liên quan đến các bệnh mãn tính, như là tiểu đường, như là xương khớp, như là huyết áp cao, như là tim mạch. Đấy là những cái ngách mà khá ít người làm. Rồi ngách về sinh lý nam nữ, sinh lý nam nữ mà làm chuẩn ra cũng rất ít người làm, còn đa phần là làm chia sẻ linh tinh sau bán thuốc tăng cường sinh lý rồi. Rồi bán như kiểu như là một số thời gian vừa rồi bán xỉn số cái gì để kéo dài quan hệ, xịt xịt vào ấy. Thì những cái thứ đó nó không có cái hậu về đằng sau các bạn nhé. Nên bạn trở thành một chuyên gia tư vấn về tâm lý cũng như vấn đề về sinh lý thì cái ngách này lại cực kỳ sáng. Đó, thì đấy là những cái ngách con bạn vào thì cơ hội của bạn sẽ thành công hơn. Còn bạn mà vào bạn chia sẻ, cứ hôm nay bạn chia sẻ là 3 cách là hết đau dạ dày, 4 cách là hết đau đầu, 5 cách thì cho trẻ ngủ ngon, xong ngày mai bạn lại chia sẻ về xương khớp, ngày mốt bạn lại chia sẻ về thuốc tránh thai, thuốc tránh thai. Rồi lâu lâu bạn lại chia sẻ về hôn nhân gia đình, nó loạn hết cả lên và khán giả người ta không biết được là người ta theo kênh của bạn. Và những cái thông tin đấy nó gần như là thông tin giả trên kênh của bạn luôn. Và có rất nhiều người mình theo dõi, các bạn đều chia sẻ như vậy hết. Nên cái nội dung video ngày hôm nay mình muốn nhấn mạnh là các bạn là bạn muốn phát triển thành công được thì định hướng cho mình một cái ngách duy nhất để bạn đi ở trong giai đoạn đầu tiên, và tập trung vào cái ngách đó để chia sẻ cái nội dung thông tin đến ngách đó và những cái thông tin liên quan. Tức là bạn đừng có cho người ta ăn mãi một món, ví dụ như về phụ khoa, ngày nào bạn cũng tương cái phụ khoa vào mồm của khán giả, tương vào cái ngõ của khán giả thì người ta xem sẽ nhàn. Lúc đó bạn phải biên tập, bạn phải cải tiến cái nội dung content sao cho nó hay, nó phù hợp, nó hấp dẫn, khiến cho người ta xem trên kênh của bạn người ta không cảm thấy chán. Thì cái phần này trong video sau Nam sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết cách để tạo ra một cái kho nội dung content nó vô hạn nhưng mà nó lại không tạo ra sự chán nản, nó không kiểu như là người ta mãi ăn một cái món đấy, các bạn hình dung không ạ? Nên ở bữa sau Nam sẽ chia sẻ. Còn trong video này bạn nhớ cho mình đó chính là trước khi bắt đầu thì đừng có làm theo đám đông và thấy người kia người ta làm như vậy bạn cũng làm theo. Bạn lên bạn chia sẻ búa đôi xua xong bạn bảo là em chia sẻ giá trị thì không, nó không phải là chia sẻ giá trị mà bạn đang tạo ra rác. Bạn phải xác định rằng con đường mình đi sẽ là con đường nào và nội dung bạn chia sẻ sẽ là nội dung nào thì nó mới chính xác hơn. Còn là để mà thành công thì nó là một con đường dài, nhưng để mà đi được đúng hướng và có những cái sự phát triển từng bước thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức, có những cái kỹ năng để chúng ta xác định được cái điều đó. Thì trong nội dung video ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ và nhấn mạnh cho bạn như vậy để bạn hình dung ra rằng đi là phải xác định một con đường thôi, đừng tập trung vào nhiều con đường vì khán giả của chúng ta họ không xem nhiều nội dung như vậy đâu. Và từng cái nội dung bạn chia sẻ nó sẽ có nhiều đối tượng khán giả khác nhau, và khi nhiều đối tượng khán giả khác nhau thì nền tảng nó không biết phân bổ cho cái ông nào, nó sẽ phân bổ cho mỗi ông một tí. Nên vào khi mà phân bổ đều như vậy thì người ta xem người ta cảm không thấy hay thì cái video của bạn nó sẽ không thấy hay. Đấy là cái nội dung chia sẻ trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng là bạn hiểu ra được cái kim chỉ nam này để bạn quyết định lựa ra một cái ngách để bạn đi. Còn trong cái video sau Nam sẽ hướng dẫn tiếp tục cho bạn đi như thế nào. Nhớ chờ đón video sau các bạn nhé.